Khi thế giới chào đón năm 2022 thì có một quốc gia vẫn kẹt lại năm 2014. Khi thế giới đều đã bước sang năm mới 2022 thì ở một quốc gia khác trên hành tinh này lại vẫn đang sống trong năm 2014. Chuyện gì đã xảy ra? Các nơi trên thế giới đều đã bước sang năm mới 2022 với một tâm thế đặc biệt, thì một quốc gia ở châu Phi, người dân vẫn đang sống ở năm 2014, đó là Ethiopia, một quốc gia nội lục ở vùng sừng châu Phi. Điều gì đang xảy ra vậy? Tất nhiên khái niệm thời gian khó thay đổi, nhưng lịch ở mỗi nơi vẫn có thể khác nhau. Trong khi hầu hết các quốc gia dùng lịch Gregorian Tây lịch, công lịch, gồm 365 ngày trong một năm bình thường và 366 ngày trong năm nhuận, thì người Ethiopia có 13 tháng trên lịch của mình. Điều này khiến lịch của họ chậm hơn lịch của thế giới từ 7 đến 8 năm. Quốc gia này dùng lịch Gop, trong đó 12 tháng đầu tiên có 30 ngày, tháng thứ 13 có 5 ngày, hoặc 6 ngày nếu đó là năm nhuận. Họ sẽ ăn mừng năm mới vào ngày 11 tháng 9 hoặc ngày 12 tháng 9 nếu đó là năm nhuận. Theo thông tin từ trang Câu Trời Trip, trong tiếng bản địa, năm mới còn gọi là Entata mang ý nghĩa món quà trang sức. Truyền thuyết kể rằng, khoảng 3.000 năm trước, vua Solomon của Jerusalem đã tặng trang sức cho nữ hoàng xứ Heba khi bà tới thăm đất nước này. Vị nữ hoàng mang món quà về Ethiopia đúng vào dịp năm mới tháng 9. Bởi vậy, cái tên Entata gắn liền với dịp lễ quan trọng này. Hàng năm vào tháng 9, số giờ ban ngày và giờ ban đêm ở mọi nơi trên thế giới đều bằng nhau. Đó là lý do người Ethiopia chọn tháng này để bắt đầu năm mới. Lý do thứ hai bắt nguồn từ Kinh Thánh, trong đó có nhắc tới việc thiên đàng và trái đất được hình thành vào tháng 9. Ngoài ra, tháng 9 cũng là thời điểm dễ chịu nhất trong năm tại quốc gia này. Đó là lúc cây cỏ đua nhau trổ hoa lá, thời tiết dễ chịu hơn các mùa khác trong năm. Ngoài cách tính ngày tháng độc đáo, Ethiopia còn là quốc gia duy nhất trên thế giới dùng hệ thống thời gian mà đồng hồ chỉ 12 giờ được tính từ bình minh tới hoàng hôn và hoàng hôn tới bình minh. Nói cụ thể hơn, nếu 0 giờ ở Ethiopia sẽ tương ứng với 6 giờ sáng ở nước khác, giữa ngày ở nơi khác là 12 giờ trưa, thì ở Ethiopia lại là 6 giờ chiều. Huy Hoàng theo BBC. Khi thế giới chào đón năm 2022 thì có một quốc gia vẫn kẹt lại năm 2014. Khi thế giới đều đã bước sang năm mới 2022 thì ở một quốc gia khác trên hành tinh này lại vẫn đang sống trong năm 2014. Chuyện gì đã xảy ra? Các nơi trên thế giới đều đã bước sang năm mới 2022 với một tâm thế đặc biệt, thì một quốc gia ở châu Phi, người dân vẫn đang sống ở năm 2014. Đó là Ethiopia, một quốc gia nội lục ở vùng sừng châu Phi. Điều gì đang xảy ra vậy? Tất nhiên khái niệm thời gian khó thay đổi, nhưng lịch ở mỗi nơi vẫn có thể khác nhau. Trong khi hầu hết các quốc gia dùng lịch Gregorian Tây lịch, công lịch, gồm 365 ngày trong một năm bình thường và 366 ngày trong năm nhuận, thì người Ethiopia có 13 tháng trên lịch của mình. Điều này khiến lịch của họ chậm hơn lịch của thế giới từ 7 đến 8 năm. Quốc gia này dùng lịch Gop, trong đó 12 tháng đầu tiên có 30 ngày, tháng thứ 13 có 5 ngày, hoặc 6 ngày nếu đó là năm nhuận. Họ sẽ ăn mừng năm mới vào ngày 11 tháng 9 hoặc ngày 12 tháng 9 nếu đó là năm nhuận. Theo thông tin từ trang Câu Trời Trip, trong tiếng bản địa, năm mới còn gọi là Entata mang ý nghĩa món quà trang sức. Truyền thuyết kể rằng, khoảng 3.000 năm trước vua Solomon của Jerusalem đã tặng trang sức cho nữ hoàng xứ Heba khi bà tới thăm đất nước này. Vị nữ hoàng mang món quà về Ethiopia đúng vào dịp năm mới tháng 9. Bởi vậy, cái tên Entata gắn liền với dịp lễ quan trọng này. Hàng năm vào tháng 9, số giờ ban ngày và giờ ban đêm ở mọi nơi trên thế giới đều bằng nhau. Đó là lý do người Ethiopia chọn tháng này để bắt đầu năm mới. Lý do thứ hai bắt nguồn từ Kinh Thánh, trong đó có nhắc tới việc thiên đàng và trái đất được hình thành vào tháng 9. Ngoài ra, tháng 9 cũng là thời điểm dễ chịu nhất trong năm tại quốc gia này. Đó là lúc cây cỏ đua nhau trổ hoa lá, thời tiết dễ chịu hơn các mùa khác trong năm. Ngoài cách tính ngày tháng độc đáo, Ethiopia còn là quốc gia duy nhất trên thế giới dùng hệ thống thời gian mà đồng hồ chỉ 12 giờ được tính từ bình minh tới hoàng hôn và hoàng hôn tới bình minh. Nói cụ thể hơn, nếu 0 giờ ở Ethiopia sẽ tương ứng với 6 giờ sáng ở nước khác, giữa ngày ở nơi khác là 12 giờ trưa, thì ở Ethiopia lại là 6 giờ chiều. Huy Hoàng theo BBC.